Rồi, ok, xin chào bạn tiếp theo. Hello. Hello. Em chào anh ạ. Ui Em bảo xe giời chậm ơi. quá. Em 18 tuổi. Sinh nhật chưa hay là mới sang năm mới? Suýt nữa thì sinh nhật anh ạ. Rồi khi nào Mấy sinh tháng nhật? nữa thôi. Một tháng nữa thì vẫn là 17, 18 với 17 nó khác nhau nhiều lắm. Đến sau là có Ôi, chuyện gì? Hả? Sao? anh Nghe. ơi, em đang nói chuyện trực tiếp với anh à? Em nói chuyện trong trực tiếp thì em nói chuyện là với cái máy À, vâng ạ. à? Này em đang ở đâu đấy? Nghe giống như là kiểu bố đằng sau test đít bây giờ. Em đang ở ngoài đường. Em đang ở ngoài đường, thế em đang đi đâu? Giờ này 10 rưỡi thì còn đi đâu, mới 18 tuổi trăng tròn đây này. Em sợ mẹ em ganh em ra nói chuyện với anh. Giời ơi, sao còn lại mẹ, mẹ vào trong nhà, mẹ xin phép bố mẹ nói chuyện tử tế, em gái không mai con ăn thì mẹ lên kênh 14 bây giờ. Hả? Sao lại ra tận ngoài đường cái này, mẹ chết rồi, nhanh lên vào bố mẹ đánh cho trận bây giờ. Chết mẹ mày rồi. Đi vào nhà, nhanh lên. Vào nhà bảo là con nói chuyện với bạn một tí. Ạ. Không được đâu anh Không được đâu thì làm sao, có chuyện thì nói nhanh lên xem nào. Con đứng đứng trước ngõ hay là đứng ở đâu? ơi. Đứng thì em đứng ở ngay trước cửa nhà. Thế được rồi, đứng cửa nhà cẩn thận đấy nhá, giật điện thoại đấy. Vâng ạ, không thể là Rồi. giật được của em đâu. Em có Rồi biết mẹ. dân hai Nam Định là dân hai ngón không? Nam Định cái gì hết. Mẹ đứng đấy nó giật cả người chứ để mẹ không thằng nào giật được em đâu. Sau này sẽ có nhiều thằng giật em chứ không phải là một thằng đấy. Ok, có chuyện gì tâm sự nghe xem nào, nhanh khẩn trương. Dạ. Rồi, có chuyện gì? Em đăng ký để em gửi bài hát đến bạn em. Rồi bạn nào nói cụ thể nhanh xem nào. Bạn khác giới. Mẹ có cái tuổi này mất thời gian nói nó thẳng mẹ nó, thật là người yêu thì bạn trai có cái gì khủng, bạn khác giới. Nhưng mà nói bạn thì nó bao trùm nhiều thứ hơn. rồi Bạn rồi á, bạn rồi đời á, bạn 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 rồi bạn đời, mẹ nhanh lên cái bạn bòi nó đi chung đời. phòng, bạn chung giường nhá. rồi 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 đi mẹ, Các thứ. có thằng nào nó tuyết còi kìa, xe máy kìa, để ý có phải Exciter không? Chết rồi, em vào nhà đã. Trời ơi, đi mẹ nhanh lên rồi. Ôi, sao sao ta 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 đứa khác Để đi. em. Ôi trời ơi, biết đâu là đứa khác, biết tại sao tao khổ thế này. Con nói chuyện là đứa khác không để hôm khác. Dạ được rồi anh ạ. Ok. Ok, cúp máy hay là ok nói chuyện tiếp. Em vào nhà rồi, nói chuyện tiếp. Đi mẹ, tôi chết tôi rồi. Ok, thế một cùng bạn khác giới làm sao? Nói đi thế nào nhanh, cần chưa? Muốn gửi lời yêu thương với bạn ấy. Ui trời ơi, thì mẹ học chung hay làm sao, cùng xóm à? Dạ Học chung hay làm ờ, sao? không ạ, hơi xa một tí. Làm sao quen nhau? Lại cũng Zalo à? Quen nhau trên Discord Quen nhau ạ. trên Discord. Úi dồi ôi, nó là Và Discord đi rồi. Thế làm sao lại chơi em game đọc mà? tiếng Anh thuần Việt. Rồi ok, thế quen nhau là bố mẹ có biết không? Sao biết được? Giấu bố mẹ thôi, chơi game mà hay làm sao được Rubik code nào đấy, và anh xem là có nhiều gái không. Từ từ Rubik Discord của anh ấy. Ôi tôi chết mẹ rồi, sao cái Rubik code của mình nhiều gái thế này mà mình lại đéo để ý. Tôi chết tôi rồi. Thế làm sao, thế bây giờ quen thì bạn ấy ở đâu? Bạn ý ở. Thôi em không biết. Thì cứ nói đi, cái chuyện tình của chúng mày ấy chứ, làm như là bố ngồi đây FA thằng 30 năm rồi đấy. Nó ở đâu? Em nào ở Nghệ An ạ. Úi trời, xa thế, Nam Định Nghệ An xa thế. Thế nó bao nhiêu tuổi có biết không, đã nhìn thấy mặt thật nó chưa, chỉ nghe giọng của nói của nó thôi. Rồi chứ. Rồi thế nhìn nó có đẹp trai không? Đẹp trai. Đẹp, đẹp trai. Thế tối ngủ có thổn thức nhớ về nó không? Không. Không à? Thế không, như thổn thức thì sao gửi nhạc cho nó?
Thì tại bởi vì em cái này là em muốn làm kiểu chuộc lỗi cho nó, Ôi bởi vì dồi, chuộc em lỗi, ôi dồi, có lỗi làm gì lớn lao thế, nói nghe xem nào. nhiều lắm Nhiều lắm, trời ơi, chúng mày, thế nó bao nhiêu tuổi rồi? ấy, bằng tuổi á. Bằng tuổi cũng 18, ôi trời ơi, tao tao hỏi thật đây, có khi không phải À thế. không 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 không, nó còn thua em tuổi ấy. Ui trời ơi em ơi, tao nói thật với chúng mày biết, có khi nó còn chưa mắc xịp cơ con ạ. Ui trời ơi. Nhưng mà Làm sao? nó sinh năm 2001 và thứ âm thì Ui trời ơi. Ôi trời ơi. Thế là quen nhau thì đã nói lời yêu thương chưa hay là hôm nay mới gửi? nói rồi. Nói rồi nói như thế nào, kể lại xem nào, kể lại cái hôm đấy hôm nay để chú nghe nào. Thôi anh buồn cười, buồn cười. Anh cái đéo chú mẹ rồi, anh con cặc à. Đây, kể lại xem nào. Kể lại như thế nào, hai đứa quen nhau như thế nào, xem nào. Quen nhau được 6 tháng rồi. 6 tháng, thế là dài hay là ngắn đây này? Nó là cái tầm trung bình. Trung bình, thế đứa nào tỏ tình trước? Đương nhiên là nó. Nó, anh ấy chứ lại nói là yêu thương rồi lại nó. Thế anh ấy, Đầu tiên à, ừ, đầu là tiên em đi. không thích đâu. Ừ, biết À, ngay em chưa mà. thích. Nhưng mà kiểu nói chuyện nhiều ấy, thôi cái trái tim của mình nó bị dạo dực. Nó bị Trái tim dạo. rạo rực, trời ơi. Ui trời, làm sao nó rạo rực, làm sao nó thổn thức à, nó đập nhanh hơn không hả? Có Ui cái tay kiểu kiểu quặn quặn ấy. kiểu quá, ui trời ơi, thế đã xác định là đút lợn để mua vé ra cho nó thăm nó chưa hả? Hả? Chưa. Chưa, úi giời ơi, Đợt mẹ đại học ơi. này bọn em thi lên Hà Nội nè. Úi trời ơi, địt mẹ có thi được không? Hả? Thi Úi trời ơi, địt mẹ, được sao mà chứ. mấy hôm nữa thi trượt thì chỉ có hot cứt thôi con à. Đấy mà cùng nhau thi lên Hà Nội. Úi trời ơi. Úi trời, thế Bạn xong ấy sẽ học trường FPT, còn em học rồi. trường kinh tế quốc dân. Ôi trời ơi, cái trong câu chuyện của chúng mày, tao nói thật đi, bây giờ mơ cái gì thực tế đi, ok, thì mẹ giờ này còn thổn thức, đi mẹ 11 giờ rồi, còn ngồi đây thổn thức cái gì chân tay dạo dực, đòi cái gì FPT, kinh tế quốc dân, trời ơi, bây giờ làm sao, thế làm sao, thế nó nói làm sao, nó vẽ cái gì nữa, kể chú nghe xem nào. Mẹ kể cho chú nghe, cứ tâm sự với mày. Chú là rất là ở đây là để nghe câu chuyện chứ chú không bao giờ là phá đám. Em mày kể tiếp theo nó còn hứa cái gì nữa, kể chú nghe. Hứa thì hứa nhiều, chả nhớ Không gì. thì cứ khi là ấn Ấn tượng thôi, không phải ngại, chú nghe hết rồi, mày tượng cứ sập lồ thì chú từng hứa rồi mà. Ừ, làm sao, như nào, thì giọng nói nó ấm. giọng nó ấm. Úi trời ơi, nó ấm. Thế tối có hay nói chuyện không? Tối có hay nói chuyện không? Có Tối lại thế mấy giờ mới đi ngủ? Tối nói chuyện đến mấy giờ mới đi ngủ? 3 giờ sáng á. Thế chúng mày học vào lúc nào? Cùng nhau học học Cùng nhiều thứ, nhau à? Cùng nhau học vào lúc nào? học lúc đêm Đêm chúng mày nói chuyện 3 giờ sáng, học vào lúc đéo nào? thì cái lúc học đấy là lúc nói chuyện đấy à. Đã học lại còn nói chuyện. Thế vừa học vừa nói chuyện thì học kiểu đéo gì? Thế nó phải vào chứ, Vào kiểu cái học gì vào? kiến Sao kiến thức đéo gì? Ui hôm nay anh mặc xịp nhưng mà chim anh đặt không đúng ở giữa nên anh cảm thấy hơi kiểu khó chịu. Ngày hôm nay bố mẹ anh bỗng dưng kiểu phát cơn bão xịt chửi anh vì anh chấm mắm bị té con mẹ nó ra ngoài bát nên là bố bố anh chửi anh cảm thấy cuộc sống này nó thật áp lực. Câu chuyện chúng mày như thế không? không, Thế câu chuyện như người nào? Thế lớn thế hơn cơ. à, người lớn hơn biết ngay mà, chú biết cái hồi đấy là chú bị trẻ con ấy, bây giờ người lớn hơn, câu chuyện người lớn như thế nào? Nào tâm sự Kiểu thì cháu không biết làm bài ấy, chứ nó lên cháu không hỏi biết làm nó. bài rồi, ok, người lớn thì nó chỉ cháu làm đi hay làm sao, Ừ, đó là cháu không cảm thấy là cháu học ngu vãi lộn để nó chỉ như thế hả? cháu giả vờ thôi. Thế ngoài cái việc là nó chỉ cháu học bài nó thì còn cái gì nữa nào? Hả?
Tâm sự nói chuyện Thì tâm sự chuyện gì, cứ kể đi xem nào, cứ giấu làm đeo, kể cái câu chuyện nó đến thế này thì cứ tâm sự cho nghe xem nào. rồi, thôi Không, thôi không phải ngại, không ai biết cháu đâu, tên cháu chú còn chưa hỏi cơ mà. à, Đeo ừ phải ngại. Bây giờ đúng cứ kể. rồi. Không, bây giờ cứ kể, bây giờ chú nghe, chú mới tâm tư tình cảm, chú biết, chú mới tư vấn cho. Hiểu chưa? Chú năm nay gần 30 xị mẹ nó rồi. Đấy, chú nói mấy câu cho tin chú không thì sau này khổ lắm con ạ. À. Đâu bây giờ chuyện nó tâm sự Thật chuyện gì? Ừ, mẹ chú đéo là sờ vào được mày đâu mày sợ. Nhanh lên, nói đi bây không giờ. bị sợ nhưng mà Thì sợ làm sao? Thế làm sao? Không có gì phải ngại, mẹ mấy cái chuyện là chúng mày có cái kể làm sao nào? Bây giờ nó có hay hứa hẹn với là lên đấy nó học FPT thì nó sẽ làm sao để gặp cháu không? nó không hứa kiểu mấy anh hứa suông đâu. À, thế là nó hứa những điều thiết thực. À, hứa như thế nào nào? Đúng rồi ấy. Ừ, nó hứa như nào? Nó hứa như nào? Đó đi. Ừ, hứa là cố gắng dài hơn, Cái gì, cố gắng dài hơn là cái gì? mạnh khỏe hơn. Thế nó bị yếu, nó bị yếu là bị làm sao? Là thế. Ý là như là tao chưa hiểu, Ý tôi chưa hiểu. là thế. Ý là thế là ý như nào, tôi chưa hiểu. Tự dưng nó lại hứa nó khỏe mạnh hơn là thế đéo là thế, nó bị yếu à, nó bị què hay là bị làm sao? Thì để nó có thể chăm sóc được cháu. Ui trời ơi, đi cái mẹ tao đến lại cụ tỏi cho chúng mày. Ôi giời ơi. Cứu tao với. Ôi trời đi mẹ. Chú cười Không cháu. phải chuyện đùa đâu, Không, tất cười. không, chú không cười vì vì chuyện nó hứa. Chú cười mấy thằng chat này hiểu không? Mấy thằng chat nó không có tình yêu như cháu này, nó chat sầm lồn đấy hiểu không? Nó mơ mước được tình yêu như cháu ấy. Không, thật sự bây giờ nghiêm túc này. Bây giờ cháu có tin chú không đã? Bây giờ cháu tin Có chú không? ạ. Bây giờ nhá, chú cháu mới À nói không chuyện. không, được chưa thì lắm. Sao lại cháu chưa thì à ok, thế mà đây là chú cháu mới nói chuyện với nhau, không care mấy ông kênh chat. Ok, vâng ạ. Ok, đây là chuyện. Ok. Thế bây giờ là thế là nó hứa là nó sẽ mạnh khỏe để chăm sóc cho cháu. Đúng Vâng không? ạ. Thế thì hiện nay thì cháu có vui với cái lời hứa đấy không? Cái lời hứa đấy không làm cháu vui nhưng mà Thế cái mình gì nhìn đâu? cái cách quan tâm của nó. À, cái quan tâm, thế nó quan tâm với cháu hàng ngày như nào? Là dạy cháu học vì cháu học ngu này, còn cái gì nữa? Quan tâm kiểu nhiều khi cháu giả vờ buồn ấy. Cháu giả vờ buồn luôn, cái bài này là chú chưa biết này. Thế giả buồn như thế này, giả vờ buồn như thế nào? Kiểu hôm nay bị mẹ mắng Vì, à, thì mình buồn vì mẹ học mắng, tại hay. sao? Đấy, thế thì nó Ừ, nói sau gì? rồi giả vờ chia tay đó. À, giả vờ chia tay nó đấy, thế nhưng mà lúc ấy nó làm sao đâu, nó như thế nào với cháu? Kiểu đây nó cũng giả vờ đau khổ ấy. Nó cũng giả vờ đau khổ, thế sao cháu lại biết là nó giả vờ đau khổ? Lỡ nó đau khổ thật thì sao? Cháu lạ gì với cái trò này. À, cháu để chú đánh giá là cháu lớn rồi đấy, cháu trưởng thành. Thế nó giả Đúng vờ rồi. đau khổ như thế nào? Nó lúc mà nó đau khổ nó chat với cháu ra làm sao? Ôi, nó nhắn tin từ một chỗ dài. Ui rồi dẫn chuyện chuỗi dài, nó nhắn như nào, đọc đọc mấy cái chú nghe xem nào, nhớ lại đọc mấy cái chú Nhưng nghe mà xem nào. giờ xa thì không kéo xuống được. Ừ, thế lúc ấy, hình dung thôi, kể kể sơ sơ đấy, nó thường nói những câu Tóm như lại kiểu là thôi cháu không nhớ. à, thế à, ok, thế được rồi, thế nói chung là ngày đến tóm lại đến bây giờ là cháu muốn được 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 nói gì là với bạn ấy nào. Tớ muốn xin lỗi cậu vì nhiều điều tớ làm khiến cho cậu buồn, đòi chia tay nhiều nhưng mà cậu vẫn níu giữ tớ, điều ấy cảm cho tớ thấy hạnh phúc. Để hạnh phúc. Thế hai đứa quyết định khi nào gần nhất là hai đứa sẽ gặp nhau.
Dạ, trong 3 tháng nữa thi đại học xong ạ. Thế thì ví dụ bây giờ ví dụ nhá, đây là Vâng. chú đặt hoàn cảnh, ok, để cho nó mình chuẩn bị tâm lý mà, mình người trưởng thành mình phải chuẩn bị tâm lý đúng không cháu? Thì bây ạ. giờ đây hỏi nhá, chú đã thi được vào trường FPT, còn cháu đã được vào trường cái gì nhỉ? Trường của cháu là trường cái đéo gì nhỉ? Cháu đang hướng tới trường Kinh tế Quốc dân. Kinh tế quốc dân. Thế là hai đứa Vâng ạ. xách va lô to lên Hà Nội. À, Ok. cậu à, à cậu thi vào trường Kinh tế quốc dân, hôm nay cậu đã lên đại học chưa? Tớ đỗ rồi, Tớ cậu đỗ đỗ chưa? rồi á, tớ cũng À đỗ tớ biết rồi, rồi. hai Cậu đứa. được xét tuyển hả? Ừ tớ cái gì xét đại khái cái cuộc xét tuyển. Ừ tớ được, ok, bây giờ cậu đã chuyển lên Hà Nội chưa? Tớ lên rồi, đang đợi cậu đây. Dồi ôi, Cậu có thể ra được không? tớ mới đáp xe lên vali mà tớ chưa thèm mở luôn, quần xịp quần xiếc là còn đầy đây này, mẹ tớ mới gấp cho tớ hồi sáng, mẹ tớ cũng đéo khe, chúng mình gặp nhau được ở đâu bây giờ? Cậu chọn địa điểm đi. Tớ chưa biết Hà Nội này, tớ lên sau cậu mấy hôm mà tớ chưa biết lên là đi đâu cả, cậu có biết chỗ nào hay hay để đi không? Vào Đinh Ti uống trà sữa. Tiền đéo đâu vào Đinh Ti, tớ mới lên mẹ tớ cho có mỗi 1 triệu. Thế thì vào nhà nghỉ ngơi. Mày vào nhà nghỉ làm gì ấy? Nhưng mà bạn mới vừa đáp xe xuống thì bạn mới mệt đúng không? Ờ. Thì vào nhà nghỉ là hợp lý. Tiền thì không có để đi ăn. Đúng không? Thế sao chúng mày đéo thuê nhà trọ mà ở? Dạ, Tiền mình đã chưa tiền có tiền đã đéo có lại còn vào nhà nghỉ. Bố mẹ ở nhà thì phải cày từng cái, thì phải gọi là cái nhúm 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 lúa là cái đi đéo gì nhỉ? Hả? Chúng mày có biết là nhà khổ cực như thế nào không? À, bán được con trâu, con bò, con gà cho chúng mày lên đấy đại học đi nhà nghỉ à? Hả? Chúng mày có hiểu điều đấy không hả? Ở nhà sứt hết cả tay chân này, nấm nem bùn đất để chúng mày lên đấy đi nhà nghỉ với nhau à? Chúng mày còn ngồi, mày chết mày vừa mẹ mày bắt mày vào phòng đúng không? Tí nhá, tí tao sẽ tìm bằng được nhà chứ, tao sẽ mở loa to trước cửa nhà mày luôn cái chương trình talk show này. À, nó mày chết. Ok, được rồi, thế gửi lời ấp ủ xong rồi, hôm nay hát bài gì gửi tặng? Dạ à, cháu vừa à, từ để cháu tìm lời. Đang xưng anh em tự nhiên chú cứ xưng chú cháu. Không. Gần ba xị mẹ rồi, anh em đéo. Bài à, hãy nói đi ạ. Hãy nói đi, tại sao lại hát bài này? Bởi vì lời nó dễ thương Dễ như tình thương yêu của cháu. thế tình yêu mà lại gọi là tớ cậu, sao cái định nghĩa của chúng mày nó lung tung thế nhỉ? Thế là đấy là tình yêu hay là chỉ là tình bạn? Cái chữ bạn nó bao gồm nhiều cái. Thế mày 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 muốn người cái cậu kia là đến bạn như thế nào với mày? Bạn đời ạ. Rồi, ok, trân trọng lời bài hát và cả tâm tư tình cảm của cháu. Cháu hát bài đi, chú nghe xem nào. Đây. Bài tên là bài hãy nói đi. Rồi, Cháu ok. xin được phép. Rồi, ok, hát đi nào. Cứ vậy hoài thôi thì mình yêu nhau đi, đừng có chờ đợi khi không một ai mở lời. Lòng mình cứ bồi hồi, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Chỉ cần nói yêu, chỉ cần nói câu yêu. Nghĩ gì, điều gì thế anh? Hãy nói đi, điều em chờ đợi. Lắng nghe, rồi đôi mi khép lối. Phút giây, mình khóc ướt bầu trời. Anh là điều em thầm mơ, nhưng anh sai rồi. Chỉ anh không đoái hoài đến em, là người duy nhất yêu anh, yêu yêu anh. Tháng rồi ngày sao vẫn còn ngồi nơi đây, chờ mãi một người mơ tay cầm tay ngại ngùng. Bật đèn hết rồi mà cứ chờ như một hòn đá, chẳng thể nói ra, chẳng thể nào nói ra. Anh là
Dù em thầm mơ nhưng anh sai rồi, thì em không đoái hoài đến em này, là người duy nhất yêu anh. Hết ạ. Ok, thôi được Hết rồi. rồi chú. Rất là hay, cũng rất là dễ thương. Thật ra để chú nói như này, Và thật ra thì cái tình cảm ở tuổi có thật sự thích bạn hay không, để chú khuyên mấy câu. có ạ, Thích hai lắm đứa đều không? thích nhau. Có thật thích thật 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 sự thật thích nhau chưa? Có ạ, Bây giờ một gặp ngày người ta ngày không không nói chuyện là là chịu không kiểu nổi. chịu không nổi. Chị không nổi. Ok, bây giờ như này, để chú nói mấy câu nhá. Chú nói mấy câu để Vâng. mà khuyên thật lòng các con đây này. Vâng Nhá. ạ. Thôi bây giờ chú cũng đùa. Thì này, tình cảm ở cái tuổi mà học trò học sinh ấy thì ai cũng có, đúng không? Ai cũng có, anh cũng có, trước đây chú cũng có, ai cũng có hết. Nhưng mà để mà đến được với nhau bạn đời này kia thì cái thực tế đấy thì cũng hiếm người làm được lắm. Bởi vì cái tình cảm thì nó phải là cái sự sàng lọc, chọn lọc. Bây giờ chúng mày đã có cái gì đâu mà bảo là cho bạn đời. Mẹ mai mấy hôm nữa lên đấy mẹ nó giã cho tuần khoảng chục phát, mẹ ỉa mẹ ra quần, học thì đéo học. Mà nói chung ấy, nếu mà nghe thế bảo biết học hành, bảo ban anh học hành thì rất là tốt nhá. Cái đấy là anh chú ủng hộ, hiểu không? Cái chuyện mà chia sẻ với nhau để cùng nhau cố gắng mục tiêu gì đấy thì tốt. Thế nhưng mà làm gì thì làm, nhớ nghĩ là còn bố mẹ ở nhà nhá, hiểu không? Vâng ạ. Làm gì thì làm, còn bố mẹ ở nhà, còn tương lai của bản thân, còn rất là nhiều thứ. Giúp đỡ nhau học hành tốt, tâm sự với nhau tốt, gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau, cùng định hướng cuộc sống với nhau cũng được. Nhưng làm gì thì làm, nhớ nghĩ đến hậu quả, nhớ nghĩ đến cái tương lai còn rất là dài của mình mới bắt đầu lớn thôi. Hiểu chưa? Vâng. Có hiểu, có hiểu nói không? Có hiểu đến hiểu hiểu thế nào không? Hay là vâng cho có? Hiểu chứ, bọn cháu kiểu trong sáng thứ. Hiểu biết trong sáng thì mới nói chuyện rất là dễ thương, rất là chia sẻ tâm sự như vậy. Cũng các chú các cô ở đây cũng rất là mong sẽ thi tốt được đại học và lên Hà Nội đi học thì nhớ là ngoan ngoãn thôi nhé, đừng có chơi bời gì cả, còn trẻ nhớ chưa. Vâng ạ. Rồi ok, thế bây giờ đi ngủ chưa, không tí nữa mẹ đánh bây giờ đây này. Vâng ạ. Rồi ok, cảm ơn nhiều nhé. Vâng. Rồi ok, xin chào, bye bye, good night, good night. Chào chú. Rồi, chào con.